ty chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán trở nên nóng hơn bao giờ hết với việc VN Index đang tiến sát mốc 1.000 điểm và một trong những động lực không nhỏ của cơn sốt này chính là dòng tiền đến từ hoạt động giao dịch ký quỹ hay còn gọi là margin. Đây cũng là đề tài nóng hổi nhất được thị trường quan tâm trong vài tuần trở lại đây. Các công ty chứng khoán lần lượt hạ lãi suất margin cho những kỳ hạn ngắn và cố định nhằm thu hút các nhà đầu tư. Vậy dư nợ margin của các công ty chứng khoán hiện nay như thế nào? Dự báo nhu cầu margin trong thời gian tới là gì? Các công ty chứng khoán đang làm gì để tăng năng lực tài chính? Chứng khoán cuối tuần này sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề thị trường tăng trưởng, các công ty chứng khoán hạ lãi suất margin. Theo thống kê của công ty chứng khoán HFT, tính đến hết quý 3 năm 2017, dư nợ cho vay tại các công ty chứng khoán đạt hơn 36.155 tỷ đồng, tăng 9,22% so với quý 2 năm 2017 và tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tính từ đầu năm tới nay, lượng tiền margin chảy vào thị trường có thể nói đã tăng không ngừng nghỉ, từ mức 29.688 tỷ đồng lên hơn 36.155 tỷ đồng. Tỷ lệ margin này có tăng quá nóng, đặc biệt thời gian gần đây khi thị trường chứng khoán chứng kiến những phiên điều chỉnh giảm mạnh. Hãy cùng chúng tôi theo dõi chia sẻ của các công ty chứng khoán và các thành viên thị trường qua phóng sự ngay sau đây. Trước những phiên điều chỉnh giảm của chỉ số VN Index gần đây, nhiều chuyên gia nhận định đây là sự điều chỉnh cần thiết và không hề lo lắng, thậm chí lạc quan về xu hướng của thị trường trong thời gian tới. Theo đó, các chuyên gia cho rằng tuy lượng tiền margin trên toàn thị trường gia tăng nhưng chiếm tỷ trọng không quá lớn. Nguồn tiền mới từ các nhà đầu tư nước ngoài và quỹ ngoại mới là động lực chính nâng đỡ thị trường trong thời điểm hiện tại. Tăng trưởng của thị trường Việt Nam thì tôi không nghĩ là quá nóng. Bởi vì hiện nay thì khi mà mình nhìn thấy rằng là chỉ số VN Index của chúng ta tăng đến gần gấp đôi trong một năm vừa qua. Nhưng mà cái lượng margin thì hiện nay mới chỉ tăng độ khoảng tầm 30% so với thời kỳ cuối năm ngoái. Thì thực ra nó cũng không phải là một cái tăng quá nóng đối với margin. Bên cạnh đấy thì nếu chúng ta nhìn vào market cap của thị trường cuối năm 2016 thì nó ở đâu đó mức độ khoảng tầm 70-80 tỷ đô. Và hiện nay nó đã lên đến 140 tỷ đô, tức là market cap của thị trường cũng tăng gấp đôi so với năm ngoái. Trong khi đó margin cũng không tăng mạnh như vậy, mà margin cũng chỉ tăng ở mức khoảng 30% so với cuối năm ngoái. So với các cái giai đoạn trong năm thì các tháng cuối năm dư nợ tại các công ty chứng khoán đã có cái sự tăng mạnh, đồng thời với việc là các cái nguồn tiền mới của các nhà đầu tư cũng tăng theo, và nhiều công ty chứng khoán đã không đủ nguồn để đáp ứng cái nhu cầu của nhà đầu tư trong thời gian vừa qua. Nhưng mà tôi biết được là trong thời gian gần đây thì cái tình hình dư nợ của một số công ty chứng khoán cũng tương đối là căng. Do cái dòng tiền đổ vào thị trường rất là lớn, đẩy cái giá trị giao dịch của sàn Hồ Chí Minh lên cái mức xấp xỉ khoảng 5.000 đến 6.000 tỷ đồng, thậm chí có phiên còn cao hơn nữa, thì cho thấy là cái nhu cầu dùng đòn bẩy của các nhà đầu tư ngày càng gia tăng theo cái sự tăng điểm của thị trường chứng khoán. Nếu như trước đây thị trường margin tập trung chủ yếu tại các công ty chứng khoán lớn, thì hiện tại khi miếng bánh thị trường lớn hơn, các công ty chứng khoán nhỏ hơn sẽ có thêm cơ hội để đáp ứng nhu cầu của các giới đầu tư, nhất là khi doanh nghiệp có nguồn vốn tốt, giá rẻ và có sự cải thiện về dịch vụ tư vấn, môi giới. Đến hết tháng 11, tổng lượng tiền margin mà các công ty chứng khoán báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là khoảng 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan này đánh giá các công ty chứng khoán lớn có cách quản trị dòng tiền cho vay khá vững nên không đáng lo ngại. Nỗi lo của các nhà quản lý là ở các công ty chứng khoán tầm trung, chưa có hệ thống quản trị dòng tiền hiệu quả, nhưng lại rất muốn tận dụng cơ hội thị trường sôi động để kiếm lợi nhuận từ margin. Một số công ty chứng khoán lạm dụng việc này đã bị xử phạt như Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam gần đây. Thực ra thì cái margin bao giờ nó cũng có hai khía cạnh. Trong trường hợp mà các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy quá nhiều và cái giá cổ phiếu biến động quá nóng thì khi mà nó giảm nó sẽ là con dao hai lưỡi, nó tạo ra một cái hiệu ứng giảm cũng mạnh tương tự như khi nó tăng lên. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi thấy rằng là cái margin của thị trường cũng không có sự tăng trưởng quá nóng, và bản thân thị trường hiện tại thì cũng chưa rơi vào một cái tình trạng bong bóng và vẫn nằm trong một cái mức định giá là tương đối hợp lý, cho nên là cái rủi ro trong ngắn hạn về cái việc vỡ margin chúng tôi đánh giá là chưa cao. Hiện nay thì rõ ràng các công ty chứng khoán ở trong cái giai đoạn tương đối căng cứng về cái thị trường trạng thái margin, thì ví dụ như là SI đâu đó khoảng tầm
4-5 nghìn tỷ, HSC đâu đó 3.500-4.000, các công ty chứng khoán khác tùy theo mức độ vốn hóa cũng như cái tỷ lệ, tức là vốn điều lệ cũng như là cái khả năng cho vay thì đâu đó cũng khoảng tầm từ 1.000 tỷ đến 2.500. Với diễn biến thị trường được dự báo tích cực, nhu cầu giao dịch ký quỹ sẽ gia tăng mạnh, tạo áp lực về nguồn vốn cho các công ty có thị phần môi giới lớn hơn. Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh này, các công ty chứng khoán vẫn có khả năng cung cấp margin nhưng chắc chắn có giới hạn. Đồng thời, những công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng sẽ có lợi thế hơn. Các công ty chứng khoán còn dự báo về dòng tiền margin còn có thể tăng tiếp trong thời gian tới khi các công ty chứng khoán tung ra các gói lãi suất margin hấp dẫn. Thưa quý vị, thời gian qua khi thị trường tăng mạnh và chinh phục các mức đỉnh mới, nhiều công ty chứng khoán đã đứng trước tình trạng căng cứng về margin bởi nhu cầu giao dịch tăng cao. Vậy trong bối cảnh thị trường được dự báo tăng chưa thấy đỉnh, thì nhu cầu margin trong thời gian tới sẽ ra sao? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Theo dự báo của nhiều chuyên gia phân tích, thị trường chứng khoán sẽ giao dịch giằng co trong những tuần cuối của năm 2017, cũng như chinh phục lại mốc 970 điểm. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán nhìn chung vẫn có một xu hướng tích cực là tăng trong dài hạn, thậm chí là tăng chưa thấy đỉnh. Ít nhất là đến cuối tháng 11 năm 2017, thì nó đã tăng hơn 68% so với năm 2016, rõ ràng khoảng tầm 3,2 triệu tỷ. Đây có nghĩa là tương ứng với khoảng tầm 30% GDP, thanh khoản gia tăng, vốn hóa thị trường gia tăng và VN-Index đang gia tăng, tức là lên một cái điểm cao mới. Thì có nghĩa rằng là nó sẽ đang tiếp tục tăng lên các mốc cao hơn. Do vậy thì thị trường chứng khoán, theo tôi đánh giá là nó đang chưa nhìn thấy cái đỉnh đâu cả, tức là cũng cái trend lớn. Do vậy thì thị trường nó sẽ tiếp tục leo lên các mốc cao hơn. Mặc dù thị trường đang ở trong giai đoạn tăng điểm nóng, nhưng thực tế vẫn có nhiều mã đứng trước áp lực bị giải chấp. Tuy nhiên, do cơ chế của mỗi công ty chứng khoán có sự khác biệt, nên một mã cổ phiếu có thể bị giải chấp ở doanh nghiệp này, nhưng ở công ty khác thì không. Một cách tổng quan, tình trạng margin hiện tại có thể căng cứng, nhưng chưa tiềm ẩn rủi ro hiện hữu cho thị trường, bởi vì phần lớn các khoản ký quỹ đang tập trung vào nhóm cổ phiếu Blue Chip. Đặt trong cái bối cảnh thị trường tăng trưởng mạnh như nó vậy và cái sức hấp dẫn của thị trường nó tốt như vậy thì tôi nghĩ là cái mức tăng trưởng này nó không phải là quá đáng lo ngại. Chúng ta có thể thấy là trong 11 tháng đầu năm thì giá trị giao dịch của HSX đã tăng trưởng lên đến 70% tổng giá trị giao dịch. Vậy với cái mức tăng trưởng khoảng 22% tính cho đến cuối tháng 9 vừa rồi và đến bây giờ thì tôi nghĩ cũng không có nhiều thay đổi. Thì có thể thấy là cái dòng tiền margin nó không phải cái dòng tiền quá là lớn, mà thay vào đấy là cái dòng tiền mới từ cả nhà đầu tư nội đến cả nhà đầu tư ngoại mới là cái dòng tiền chi phối thị trường. Và cái rủi ro từ margin theo tôi đánh giá là không phải quá cao. Theo một phân tích của giới chuyên gia, quy mô giao dịch tại các sàn giao dịch chứng khoán ở thời điểm hiện tại tương đối là ổn định. Điểm số VN Index vẫn đang biến động trong khoảng từ 950 điểm đến 960 điểm, do đó lượng margin trong những tuần cuối năm có thể giảm nhẹ. Những ngày cuối tháng 12 thì thậm chí là cái tỷ lệ sử dụng đòn bẩy có thể có xu hướng giảm nhẹ do một số những cái nhà đầu tư họ sẽ tất toán những khoản margin của năm cũ. Chính vì thế thì chúng tôi rằng là cái độ căng của cái margin nó có thể sẽ dễ chịu hơn trong những cái ngày cuối năm 2017 và đầu năm 2018 tới. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng những yếu tố như hoạt động của khối ngoại, sóng thoái vốn, tăng trưởng kinh tế ổn định hay kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng tích cực, thì nhu cầu margin của giới đầu tư sẽ tăng là tất yếu. Nhu cầu margin sẽ là cao trong năm 2018, tiếp tục cao với cái xu hướng kỳ vọng là tăng trưởng và thị trường tiếp tục sôi động, đặc biệt là khi mà chúng ta có thể thấy là sang đầu năm 2018 đã có rất nhiều doanh nghiệp lớn dục dịch chuẩn bị lên sàn, có thể kể đến là PV Oil hay là BSR v.v. Bỉm Sơn. Diễn biến thị trường năm 2017 có nhiều điểm khác biệt so với các năm trước, nên càng về cuối năm, nhà đầu tư càng cần thận trọng hơn trong việc lựa chọn cổ phiếu cũng như sử dụng margin. Nhà đầu tư nên sử dụng margin một cách hợp lý. Ở đây có nghĩa rằng là chúng ta nên sử dụng margin khi mà cái xu hướng của thị trường là tích cực và xu hướng là thanh khoản cao, tích cực và xu hướng tăng điểm rõ ràng. Còn trong các cái điều kiện mà thị trường diễn ra một cách giằng co mà cái xu hướng nó bắt đầu 50-50 thì đấy là cái thời điểm mà nhà đầu tư nên sử dụng margin ở mức thấp để tránh cái rủi ro điều chỉnh bất ngờ của thị trường. Hiện tại khi chỉ số đang trong đà leo dốc, nhà đầu tư hưng phấn nên thường muốn lạm dụng margin, đi kèm là rủi ro bong bóng giá tăng lên khi giá cổ phiếu tăng quá nhanh so với giá trị tự thân của các doanh nghiệp niêm yết. Câu chuyện về kiểm soát margin sao cho thị trường không đổ vỡ lại thuộc về tay của các công ty chứng khoán.
Trước kỳ vọng tăng cao về thị trường chung và những dự đoán VN Index sẽ bứt phá mốc 1.000 điểm, các công ty chứng khoán đang dục dịch chuẩn bị cho mình những chiến lược và đối sách riêng để đáp ứng những nhu cầu được cho là tăng cao của thị trường trong thời gian tới. Vậy họ sẽ chia sẻ như thế nào về sự chuẩn bị nguồn lực tài chính để cung cấp ra thị trường trong thời gian tới? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục sôi động, đồng thời quy mô thị trường phình to, nhiều hoạt động bán cổ phần thoái vốn, IPO gắn liền với niêm yết. Đây là cơ hội tốt cho các công ty chứng khoán đẩy mạnh môi giới, đặc biệt là cho vay margin để mở rộng thị phần. Điều này đồng nghĩa với việc những công ty chứng khoán có nguồn lực tài chính dồi dào sẽ có điều kiện tốt để tận dụng cơ hội. Nhằm gia tăng nguồn vốn cho margin, gần đây một số công ty chứng khoán đã công bố về việc phát hành trái phiếu để huy động vốn. Mới nhất là HSC công bố phát hành riêng lẻ tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm và dự kiến kết thúc phát hành vào cuối tháng 12 năm 2017. Hay trước đó, VCSC cũng đã công bố phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu hồi đầu tháng 9 và thông báo kế hoạch tiếp tục phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu cuối năm 2017. Bên cạnh việc phát hành trái phiếu, một số công ty chứng khoán khác cũng huy động vốn bằng cách ký hợp đồng vay vốn với các ngân hàng và doanh nghiệp. Trong tháng 10 năm 2017, PHS đã thông qua việc điều chỉnh hợp đồng hạn mức tín dụng với ngân hàng Sinopac từ mức 500.000 đô la Mỹ lên 1 triệu đô la Mỹ, đồng thời thông qua hợp đồng vay vốn công ty cổ phần CX Technology Việt Nam với hạn mức vay 45 tỷ đồng. Hay một công ty chứng khoán khác là Vietinbank SC cũng đã thông qua việc rút vốn 104 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex trong thời hạn 3 tháng để bổ sung vốn kinh doanh. Về lãi suất cho vay, theo khảo sát tại các công ty chứng khoán, thị trường cũng định hình hai nhóm chính gồm SSI, HSC, MBS, VND, VCSC, với lãi suất khá cao từ 12,5% đến 14,5% trên một năm. Nhóm có lãi suất thấp hơn hẳn là các công ty chứng khoán có vốn nước ngoài như các công ty chứng khoán Maria Access 12% trên một năm hay chứng khoán KIS là 9,9% trên một năm. Đặc biệt thấp nhất hiện nay là chứng khoán HFT với lãi suất 9% trên một năm. 9% một năm là mức lãi suất duy nhất và cố định dành cho tất cả các nhà đầu tư trong các gói sản phẩm của công ty cổ phần chứng khoán HFT. Theo một nghiên cứu mới đây nhất của chúng tôi thì mức lãi suất dưới 9% một năm sẽ giúp nhà đầu tư tăng khả năng sinh lời gấp 1,5 lần so với các mức lãi suất cao hơn. Phương châm hoạt động của chúng tôi là hỗ trợ cộng đồng và hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch một cách hiệu quả nhất. Trong thời gian tới thì công ty cổ phần chứng khoán HFT dự định sẽ cho ra mắt gói hỗ trợ nhà đầu tư với mức lãi suất là 0%. Thì VN2 cũng đã đưa ra cái gói margin với lãi suất là 8,99% cho các khách hàng. Đây là một trong những gói ưu đãi lãi suất mà lớn nhất của TVSI trong các năm qua. Các khách hàng mới có thể được trả áp dụng cái mức lãi suất ưu đãi này và các lãi suất hiện tại áp dụng cho tất cả các cái gói sản phẩm margin tại TVSI. Techcom Securities TCBS cũng đưa ra thị trường con số margin 2.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất thấp chỉ từ 9% trên một năm. Mức lãi suất được đánh giá là hấp dẫn khi mặt bằng lãi suất chung của các công ty chứng khoán là 11-12% trên một năm. Có điều kiện kèm theo để hưởng mức lãi suất này. Danh mục margin của chúng tôi chỉ có tầm từ 130 cho đến 150 mã tốt nhất trên thị trường. Và cái gói margin 2.000 tỷ này chúng tôi đưa ra tại thời điểm này cũng chỉ tập trung cho những cái mã nằm trong danh mục mà chúng tôi đã được đánh giá rất là kỹ và là những cái mã hàng đầu trên thị trường hiện nay. Chính vì việc là quản trị rủi ro tốt cũng như là có được một nguồn vốn dồi dào thì cái việc chúng tôi có thể chấp nhận được mức lãi suất rất là hấp dẫn cho nhà đầu tư là mức 9%. Và là một công ty có room vẫn còn trống rất là nhiều, thành ra là nó cũng là một cái lợi thế cho chúng tôi khi tham gia thị trường và trong cái thời điểm này khi mà những mã tốt hiện nay đang được săn đón ở trên thị trường và được các nhà đầu tư nhiều, các blue chip hiện nay được các nhà đầu tư săn đón. Hạn mức của các blue chip này ở các công ty chứng khoán khác cũng đang ở mức tối đa. Từ nay đến cuối năm 2017 và đầu năm 2018, thị trường nhận được nhiều kỳ vọng sẽ đi theo những diễn biến tích cực với nhiều cơ hội hấp dẫn.
Tuy nhiên, sự tăng nóng của các thị trường chắc chắn sẽ không khỏi làm các nhà đầu tư thận trọng trong việc lựa chọn cổ phiếu và sử dụng đòn bẩy margin. Vì vậy, cuộc đua dịch vụ của các công ty chứng khoán được dự đoán sẽ nóng không kém sự tăng trưởng của thị trường. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.